Theo Thánh Luca, chương 11, câu 5 đến câu 13. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Ai trong anh em có một người bạn và nửa đêm đến nhà người bạn ấy mà nói: Bạn ơi, cho tôi vay 3 cái bánh vì tôi có anh bạn lỡ đường ghé lại nhà và tôi không có gì dọn cho anh ta ăn cả. Mà người kia từ trong nhà lại đáp: Xin anh đừng quấy rầy tôi, cửa đã đóng rồi, các cháu lại ngủ cùng giường với tôi, tôi không thể dậy lấy bánh cho anh được. Thầy nói cho anh em biết, dẫu người kia không dậy để cho người này vì tình bạn, thì cũng sẽ dạy để cho người này tất cả những gì anh ta cần, vì anh ta cứ lì ra đó. Thế nên, thầy bảo anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho. Ai trong anh em là một người cha mà khi con xin cá thì thay vì cá lại lấy rắn mà cho nó, hoặc nó xin trứng lại cho nó bò cạp? Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt của lành, phương chi cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin người sao? Quý vị và các bạn thân mến, ai trong chúng ta cũng ít nhiều kinh nghiệm về việc xin xỏ với cha mẹ của mình. Vì đương nhiên, cha mẹ luôn biết con mình muốn xin gì để cho hay từ khước. Qua đoạn tin mừng hôm nay, Đức Giêsu đã cho chúng ta biết phải làm gì khi cầu xin. Hãy cứ xin với tấm lòng thành và phải kiên nhẫn, sẽ được Chúa nhận lời. Bởi người nói, cứ xin thì sẽ được. Quả thật, Thiên Chúa là cha giàu lòng thương xót, lại không ban cho con cái mình những điều tốt lành khi con cái cầu xin hay sao? Tuy nhiên, không phải lúc nào chúng ta cầu xin cũng được Chúa nhận lời. Chúa biết trước những gì chúng ta cầu xin. Nhiều khi, chúng ta xin mà chưa nhận được, bởi chúng ta xin với tà ý. Hoặc Chúa đang thử thách để củng cố đức tin cho chúng ta. Hoặc Ngài đang có kế hoạch làm điều vĩ đại trên cuộc đời chúng ta, nhằm mang lại ơn cứu độ cho chúng ta. Vì vậy, chúng ta hãy kiên trì cầu xin nếu điều đó là điều tốt lành. Hãy cứ cầu xin với những nhu cầu thực tế của mình, nhưng xin theo Thánh ý Chúa. Có ai chạy đến van xin Đức Giêsu mà phải thất vọng ra về bao giờ? Chẳng hạn như người phụ nữ xứ Ca-na-an, cứ theo và van xin người chữa bệnh cho con gái bị quỷ ám. Hay như đoạn tin mừng, người bạn quấy rối lúc đêm khuya, nài xin mượn cho bằng được bánh để đãi khách, và đã được như ý. Sự nài xin khẩn khiết với sự kiên trì, ắt sẽ được nhận lời. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn vững tin vào sự khoan phòng đầy tình yêu của Chúa, để tất cả những gì chúng con cầu xin
luôn xứng hợp với thánh ý của Chúa. Amen.